Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin sẽ là diễn biến mới của cơn bão số 1. Chiều nay 18 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 nằm trên đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giới cấp 10. Trong những giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Lúc 1 giờ ngày mai, ngày 19 tháng 7, vị trí tâm bão nằm trên khu vực Việt Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh dưới cấp 6. Đêm nay và ngày mai thời tiết tỉnh Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1 như thế nào? Sau đây sẽ là dự báo chi tiết. Từ đêm nay đến ngày 20 tháng 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ bão số 1, toàn tỉnh có mưa vừa có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến ở khu vực Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu từ 150 đến 200 mm khu vực Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Cẩm Phả từ 100 đến 150 mm, các khu vực khác từ 70 đến 100 mm. Người dân cần tiếp tục cảnh giác với các hiện tượng sạt lở đất và ngập úng tại những nơi có nguy cơ cao. Về tình hình nhiệt độ tại các khu vực trên đất liền, bao gồm khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất là khoảng 24-25 độ và cao nhất cũng không vượt quá 29 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, đêm có gió đông nam cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, ngày gió cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 4, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ giao động từ 24 đến 29 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, có bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, đến hết ngày mai ở khu vực Đông Bắc Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm. Khu vực Tây Bắc, vùng Đông Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng ở khu vực đô thị, lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Do mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại miền Bắc chỉ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Tiết trời dịu mát, khu vực còn lại của miền Trung từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận trời nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rải rác, nhiệt độ trưa chiều dao động ở mức từ 31 cho đến 34 độ. Các tỉnh phía Nam cũng có mưa sông nhiều nơi, có nơi mưa to kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên chỉ khoảng từ 26 cho đến 29 độ và ở Nam Bộ phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Đêm và sáng trời mát mẻ. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 1, trong đêm nay khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh. Ngày mai, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, sẽ có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2 đến 3 mét biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.